muốn da trắng sáng bật tông từ như thế này chuyển sang như thế này thì hãy áp dụng các cái phương pháp sau đây nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh video của Hòa Đại Ca. Và ngày hôm nay thì Hòa sẽ chia sẻ với chúng ta về một trong những cái cách để chúng ta có thể có được làn da trắng sáng bật tông. Trước khi đi vào chủ đề chính trong video thì nhớ là đăng ký kênh của Hòa Đại Ca. Đồng thời nếu có bất kỳ thắc mắc nào thì bạn hãy ấn ngay vào nút gửi tin nhắn bên dưới video này nhé. Điều đầu tiên để có một làn da trắng sáng, căng bóng và bật tông thì chúng ta yêu cầu đầu tiên đó là cái tế bào chết phải được loại bỏ hoàn toàn để các cái hoạt chất phía sau đấy nó được thẩm thấu một cách sâu nhất, tốt nhất vào bên dưới cái lớp trung bì của da. Với các bạn mà quen làm đẹp tự nhiên thì các bạn có thể là sử dụng các loại tẩy da chết từ tự nhiên, ví dụ như bột yến mạch, ví dụ như bột đậu đỏ, chúng ta có thể đắp mặt và sau khi mà nó khô thì chúng ta sẽ dùng một chút nước để massage nhẹ thì những cái hạt yến mạch và những cái hạt của bột đậu đỏ đấy nó sẽ giúp loại bỏ những cái tế bào chết trên da của bạn theo phương pháp thông thường. Còn với những bạn mà theo chủ nghĩa là dùng mỹ phẩm thì chúng ta có thể dùng gì? Đó là chúng ta có thể sử dụng các cái hoạt chất tẩy da chết hóa học có chứa thành phần AHA, có chứa BHA, hoặc chúng ta có thể peel da định kỳ để loại bỏ đi cái lớp da chết trên bề mặt. Tuy nhiên các bạn lưu ý là nhớ chống nắng đầy đủ nhé. Bước số 2, sau khi lớp da chết được loại bỏ thì chúng ta đã thấy da sáng lên một chút rồi. Thì tiếp theo đó là chúng ta sẽ bổ sung thêm những cái hoạt chất dưỡng trắng và làm trắng cũng như nhuộm màu cho cái làn da của mình. Với các bạn mà theo chủ nghĩa là chăm sóc da tự nhiên, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cái loại mặt nạ làm trắng da. Ví dụ như mặt nạ sữa tươi không đường, các bạn hoàn toàn có thể đắp hàng ngày. Vì trong sữa tươi không đường nó có một hàm lượng lớn protein, nó vừa giúp khỏe da và cái màu của sữa tươi nó màu trắng, nó sẽ nhuộm dần cho làn da của chúng ta có màu trắng sáng. Ngoài ra một số các loại mặt nạ khác có thể giúp làm sáng da, ví dụ như mặt nạ bột đậu đỏ, ví dụ như mặt nạ khoai tây và sữa tươi không đường. Hòa thì không recommend cho các bạn dùng chanh để làm sáng da nhé, vì trong chanh có một cái hàm lượng axit quá lớn, nó sẽ khiến cho da của chúng ta dễ bắt nắng. Với các bạn mà đam mê đi theo làm đẹp bằng dược chất thì chúng ta hãy bổ sung ngay vào chu trình dưỡng da của chúng ta những cái hoạt chất ví dụ như niacinamide và arbutin. Niacinamide có thể dùng đến hàm lượng 10-20% và arbutin thì có thể dùng cái hàm lượng từ 2-5%. Tuy nhiên các bạn chú ý là khi mà da của chúng ta bị dầu dễ lên mụn thì các bạn hãy cẩn trọng với arbutin nhé. Áp dụng tất cả các phương pháp trên thì các bạn đã có thể là có một cái làn da trắng sáng bật tông rồi. Và một cái cách cuối cùng cũng là cách hiệu quả nhất, nếu như bạn là một người phụ nữ bận rộn không có đủ thời gian tự kiên trì những cái phương pháp trên ở nhà thì hãy ấn ngay vào nút gửi tin nhắn này inbox cho Hòa để Hòa có thể gợi ý cho các bạn về một số các cái phương pháp làm bật tông tại các spa thẩm mỹ viện mà chỉ sau khi các bạn bước ra khỏi spa thôi thì làn da của các bạn sẽ cải thiện một cách nhanh chóng. Và hiện tại thẩm mỹ Sen đang áp dụng một cái phương pháp đó là White Pro trắng sáng bật tông. Ngay sau khi từ trên giường xuống, các bạn sẽ được ảnh chụp ảnh trước sau thì làn da của các bạn đã lột xác hóa thiên nga từ như thế này chuyển sang như thế này rồi. Hãy follow fanpage của Hòa Đại Ca và ấn vào nút gửi tin nhắn nếu như bạn có bất kỳ vấn đề da gì mà cần Hòa tư vấn nhé. Bye bye.